Xã Cẩm Hà vừa khai mạc giải bóng chuyền nam bông lúa vàng năm 2024 trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ 10. Tham gia giải có 5 đội bóng đến từ 5 chi hội nông dân thôn trên địa bàn xã Cẩm Hà. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào chung kết tranh chức vô địch. Đây là dịp để hội viên nông dân trên địa bàn xã Cẩm Hà gặp gỡ giao lưu, tăng cường khối đoàn kết, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ hội viên nông dân thi đua rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới. Giải bóng chuyền bông lúa vàng xã Cẩm Hà năm 2024 sẽ diễn ra đến ngày 15 tháng 5.